Em đã bảo các bác rồi mà, cái cơ hội để cho các bác có cơ hội để mua những bộ máy tính này rất là ít, bởi vì dòng này nó không có nữa để lấy nhé. Coi nhìn này, nó có thể di chuyển lên xuống nha. Những con này cấu hình em đã giới thiệu cho bác rồi, chip Core i5, chip Core i5 RAM 8 GB, ổ cứng chạy ổ SSD chứ không phải ổ cơ nhé, ổ SSD 256 GB, nó bé thôi, đang quay, ổ cứng 256 GB. Cái lô này là lô ngày hôm nay là lô cuối cho các bác hết nha các bác nhá. Còn những bác nào đặt thì em Tuấn từ ngày hôm qua, từ sáng hôm qua em nợ đơn khoảng độ sang chiều nay hoặc ngày mai bắt đầu có hàng em trả cho bác. Bác nào còn nhanh tay thì đặt kịp, còn một lô nữa là hết sạch. Đây hôm nay còn tất cả những lô này máy tính này thì các bác cứ đợi nhận hộ em nhé. Đây còn 5 cái lô cuối này, 5 cái nhá. Máy tính này, Hà Nội này, Đồng Nai này, Khánh Hòa này, Bắc Ninh này, cái gì đây, Thanh, à Phú Thọ nữa. Thì năm con này thì bên em sẽ đóng đi dần cho các bác. Hôm nay bên em sẽ lắp sẵn giá chứ không tháo chân rời nữa, bởi vì là có nhiều bác về sẽ không biết lắp cái giá này. Thực ra nó chỉ gài ngửa cái là ấn nó, cá nó tạch thôi, có nhiều bác về không biết lắp nên bên em sẽ lắp sẵn. Và về các bác chỉ việc là di chuyển này, thích cao thì bác đấy nhá, đây muốn thấp xuống thì thấp, hoặc muốn cao thì kéo đều lên là nó sẽ lên, được chưa? Và chú ý là các bác về các bác chỉ việc này ở cái cổng bên này này, đây này nhé. Cổng bác nhìn thấy cổng đấy chưa? Đấy, các bác về cắm chuột và bàn phím vào đây cho em. Nút dây cắm nguồn ở dưới này nhé. Đây, dây cắm nguồn phía dưới. Chú ý hộ em là dây cắm nguồn phía dưới, dưới cùng này này. Đây, thì em sẽ đưa cho bác đi chuột bàn phím theo này, chuột và dây cắm nguồn về dưới. Và những con này em sẽ test lần lượt hết về các bác, mình cắm điện 220 bác nhé, cho em nhé. Đấy, dây cắm nguồn phía dưới. Bộ này có mức giá là 5,9 triệu một bộ. Em cho các bác tham khảo giá toàn quốc, màn hình 21,5 inch, chip Core i5 đầu 6 bác nhá. Chip Core i5 đầu 6 em đã có clip giới thiệu riêng rồi. Chip Core i5 đầu 6 RAM 8 GB. Các bác có thể cho các cháu học rồi làm đồ họa thiết kế rồi là văn phòng. Nói tóm lại là mua những chiếc máy này đặt ở bàn nó không bị hại mắt nhỉ. Và đặc biệt là dòng này thì nó thiết kế bác nhìn này. Đây là dòng máy bãi của nước nhá, hàng máy bãi. Nó không như những hàng máy của mình là khi em quay ở trên màn hình bác nhìn đấy. Cái màn này nó chống chói, chống lóa rất là tốt. Nó dịu mắt, không bị hại mắt này. Hai nữa là hệ thống loa đây. Các bác nghe hệ thống loa đây luôn, không phải cắm giản nữa. Loa nó rất hay rồi. Hệ thống loa này, camera này. Rồi là USB ngay đây được. USB 3.0 nhé, toàn tốc độ cao đây. 6 cổng luôn. Đây hai cổng ở phía sau, 4 cổng nữa. Thẻ nhớ cắm này, mic cắm này, tai nghe này, camera. Đấy. Còn bên này là ổ DVD, ổ CD hoặc DVD. Đấy. Với cấu hình 20 màn 21,5 inch thì các bác dùng quá thoải mái thôi, quá thoải mái. Đây là máy bãi. Bác nào nhanh tay thì đặt còn kịp nhé. Còn các em khẳng định mà em bán máy tính suốt em biết, cái lô như thế này chắc là vài năm may mới có được một lô thôi, không có nhiều, vài năm mới có. Bác biết là em đã dừng bán máy tính rất là lâu, nhưng mà em thấy anh em nó báo lô này nó hay quá, hay giá trị và giá lại phải nói là quá rẻ, 5,9 triệu mà. Đây 5,9 triệu, bác nhìn những đơn hàng máy tính của em đây đều 5,9 triệu bác nhá, 5,9 triệu hết. Đấy, còn những bác nào đặt từ hôm qua thì bác cho em nợ chiều nay hoặc ngày mai em sẽ giả đơn tiếp. Hiện tại là chốt được còn được hơn chục con nữa thôi, không nhiều. Còn bác nào chốt thì nhanh. Bác nào cần chi tiết cấu hình chip RAM thì em đã có một clip video giới thiệu riêng rồi, em gửi cho. Còn hôm nay là bên em, đây trước khi đi là bên em sẽ tháo cái đế này ra nhé. Tháo cái đế này ra, úp cái màn bảo vệ để về các bác chỉ cần vặn cái đế vào thôi. Đây, đây này, ở dưới đáy nó có một cái đế đấy. Bác vặn cái ốc vít này ra nhé, vặn này ra. Đấy, vặn vít ra nhớ, về xong lại cắm lại cho vặn vào nhé. Để ngửa cái máy lên vặn vào. Đấy, để cho nó dễ đóng ấy. Đấy, còn sẽ bọc một cái lớp, đừng để cái mặt xốp nó lọt vào trong màn nhé, để nó bảo vệ màn này. Đấy, nhìn nha các bác nhá. Cái lô này thì còn 5 đơn này giả nốt. Còn đâu những đơn đang nợ thì các bác đợi giúp em là ngày mai em sẽ trả hoặc ngày kia sẽ trả. Đừng giục em vội, bởi vì hàng nó chiều nay hoặc là sớm nhất là chiều nay, còn không thì ngày mai nó mới về cơ. Đấy. Và những dòng này thì các bác có thể làm văn phòng. Bình thường những chiếc máy tính khác thì nó một cái màn này, sau nó một cái cục cây to tướng bên cạnh. Nhưng con này nó tích hợp tất cả trong màn này. Đây dòng máy tính nó gọi là all one đấy.
ngoan. Nó thiết kế tích hợp hết ở bên trong luôn. Chạy rất êm và độ bền thì không không phải nói rồi. Thằng bãi. Dòng HP là 1, Dell là 2, Fuji là 3. Cũng khá là nổi tiếng. Còn bác nào mua Sony thì nó cũng đỉnh cao rồi, nhưng Sony khi không may nó bị lỗi cái gì cái thì các bác khắc phục sửa chữa nó rất là vất, giá thành cao. Bình dân các bác cứ dùng thằng này cho em. Bình dân bền. Phải nói là nồi đồng cối đá. Được chưa? Đấy. Nồi đồng cối đá. Em có thể đẩy trượt lên. Để trượt cái này lên để cho nó ngang lên đây. Nhưng mà nó lại ấy lại. Khi không dựng lên thì nó lại trở về như ban đầu. À, nó không nó nó có nghĩa là dựng lên thì cái này nó nặng. Đúng rồi, nó nặng thì nó sẽ kéo ngang. Bây giờ bỏ nó lại sẽ rồi thế được. Không thì tí cho hộp đẩy lên được. Đấy. Đây là em đã đóng lần lượt đi để trả cho các bác. Còn các bác nào đặt những đơn sau thì đợi hộ em nhé, đừng có giục. Báo cáo các bác là hàng cũng không có đâu. Em cũng muốn gửi cho các bác nhưng mà chưa có, phải đợi về. Được chưa? Nên trả nốt 5 đơn này. 5 đơn. Đây, chuột bàn phím cho theo luôn. Rồi, đấy. Còn sau đây clip sau em sẽ tiếp tục giới thiệu bếp từ cho bác. Bếp từ thì báo cáo các bác là đây là những chiếc bếp từ hàng của Nhật. Điện chạy 200V. 200V các bác có thể cắm điện 220 thoải mái. Những dòng này bếp của nó thì gồm có hai bếp từ và một bếp hồng ngoại. Ở trong cùng những bếp này thì nhà em dùng lâu rồi. Bếp này nhà em dùng, bếp này trung bình thì nó tầm trên 3 triệu trên 4 triệu tùy nó nhé, dùng độ bền khá cao. Đây nhà em dùng cái này đấy. Đây nhà em dùng nó chính nó đây đấy, có nhìn chưa đấy. Bếp đấy, hai bếp này hai bếp từ, bếp hồng ngoại. Và dưới này là bếp nướng nữa. Đây, khay nướng này, đây là khay nướng này. Đấy, khay nướng. Ok chưa? Còn đây, nhìn như hôm qua hôm kia vợ em có giới thiệu cho các bác cái bộ nồi này này, 1,2 triệu. Nhà em dùng nó lâu lắm này. 2 3 năm. Này, nồi 1,2 triệu này. Này, 1,2 triệu. Bộ ấy. Nó là lấy cái đặt đi. Rồi, em ra chào các bác nhé. Còn là tiếp nữa, chút nữa thì sẽ làm một số clip về loa karaoke cho bác. Loa karaoke. Còn về loa Đức B3. Hôm trước có một bác đặt nhiều thì bác có xem lại nhắc em nhé. Nếu mà bác nào nhớ thì nhắc lại. Còn B3 thì báo cáo các bác là B3 hiện tại là chỗ này hai đôi hết rồi. Chiều nay sẽ về tiếp, vẫn là model này. Bác nào lấy thì báo có với em. B3 bát 40. Hai đôi này hôm qua lên clip hết rồi bác nhé. B3 này là B3 bát 40 kèn. B3 hàng xịn luôn nhé. Hàng xịn của Đức luôn ạ. Hàng xịn bát 40, model của nó là RS1502. Con này năm ngoái với năm kia trung bình giá từ 12 triệu đến 15 triệu mấy cơ. Năm ngoái em đã nhớ là gian cuối là 12 triệu 8. Nhưng đợt này nhập rất là nhiều. Mấy anh em nhập cả lô nó lên cả 100 đôi. Nhưng mà chia nhau đấy. Thì giá đã thấp cho các bác rồi, còn 10 triệu 9 nhé. 10 triệu 9, hai đôi này thì đã bán rồi. Bác nào có nhu cầu cứ đặt cọc nhé. Chiều nó về em lại lau dọn cho các bác luôn. Có luôn ạ. B3 bát 40, 10 triệu 9 một đôi. Dòng này các bác nghe gia đình hát thoải mái. Chào các bác.